Hoài Phương xin chào mọi người. Hôm nay mình có một số cần câu Nhật bãi muốn giới thiệu đến mọi người. Giá mình báo trên video, giá này chưa bao gồm phí ship. Phí ship một đơn hàng là 30k. Bên mình có ship code toàn quốc. Mọi người mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc Zalo của mình là 0931 342 766 gặp Phương để đặt hàng nha. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu cây cần đầu tiên. Cây cần đầu tiên muốn giới thiệu với mọi người thì nó sẽ là một cây cần rút mini nha. Lâu lắm rồi mình mới về lại cần rút mini với mọi người. Thì đầu tiên cây này nha, nó sẽ là một cây cần rút mini. Mình sẽ đo luôn nó gọn bao nhiêu luôn nha. Cây này sẽ là cây của thương hiệu Olympic như thế này. Và cây này thì nó sẽ gọn là, mình tính cả đầu chụp luôn nha mọi người. Cả đầu chụp luôn thì nó sẽ gọn là 50 nha mọi người. Cả phần đầu chụp này luôn thì nó sẽ gọn là 50cm. Cây này thì rất là đẹp luôn và còn khá là mới nha. Đầu tiên thì mình sẽ đi từ phần mút xốp đi lên. Chỗ này là tay cầm nha, thì thương hiệu của nó sẽ là thương hiệu của Olympic như vậy. Chỗ này thì nó sẽ là một màu nâu như thế này nha, còn rất là sáng và đẹp luôn. Bát của nó nha mọi người, bát thì rất là đẹp luôn nè. Bát của cây cần. Bát này thì sẽ là bát Fuji nha. Bát Fuji nè, Fuji nó sẽ ghi ở đây. Bát này sẽ là bát Fuji nha mọi người, Fuji Real Seal nè, 18. Thì cái bát này sẽ là bát vặn nha, Fuji vặn thì mình vặn lên vặn xuống, mình điều chỉnh thì tùy ý mình. Mút xốp thì rất là sáng và đẹp thế này. Chất liệu của cây này sẽ là chất liệu carbon nha. Đầu chụp của nó nè. Đầu chụp của nó thì là sẽ là đầu chụp của Fuji luôn. Đầu chụp Fuji như thế này nha mọi người. Thì sau đây thì mình sẽ đến với cây cần. Cây này thì nãy mình có báo là thu gọn của nó sẽ là 50cm. Và chiều dài của cây này sẽ là 2m4 nha. 240 2m4 nha mọi người. Thương hiệu nó sẽ là Olympic nè, Century Min 3 nha mọi người. Đây, tên của nó thì sẽ như vậy. Chất liệu của nó thì sẽ là chất liệu carbon nha. Chất liệu carbon. Thì phần dưới tay cầm mình có giới thiệu mọi người thì rất là sáng và đẹp. Và trên đây nữa nha. Thì sau này nó sẽ có một cái tem. Tem này sẽ là tem sấm sét tiếng Nhật như thế này. Ngoại hình thì rất là còn mới nha mọi người. Mình thấy còn rất là mới luôn. Chất liệu thì carbon nha. Chất liệu nó sẽ là chất liệu carbon như vậy. Rọi dưới đèn rất là đẹp luôn. Về phần khoen của nó nha. Khoen của nó thì sẽ là khoen sứ xanh như thế này. Khoen sứ xanh. Bộ khoen thì rất là đều đẹp như thế này nha mọi người. Đều và rất là đẹp luôn. Thì bắt đầu mình vào từng lóng bên trong nó. Đây là lóng đầu tiên nha. Chất liệu của nó thì sẽ là chất liệu carbon nè mọi người. Carbon rod nha. Cái này ngoại hình còn rất là mới luôn. Chắc cũng phải tầm 90-95 á nha mọi người. Còn mới lắm. Chất liệu carbon nó thì rất là đẹp luôn. Cái này thì cái hàng Nhật nha. Olympic hàng Nhật. Thì mọi người sẽ thấy nè bên trong nha. Rõ dưới đèn chất liệu carbon sẽ đẹp như vậy. Rất đẹp luôn á. Từng lóng từng lóng. Và đây sẽ là phần tiếp theo của nó. Cái này là mình tới phần đọt nha. Phần đọt của nó thì sẽ là đọt trắng như vậy. Đầu bu nha mọi người. Và cái này thì độ cứng của nó thì dao động là 15-20 nha. Mình thấy khá là dẻo, chắc là tầm 15 nha mọi người. 15. Cái này thì nó sẽ là một cây rút mini. Thu gọn là 50cm nha. Thu gọn là 50cm. Dài 2m4 của thương hiệu là Olympic nha mọi người, hàng Nhật. Và cái này thì còn mới tầm khoảng 90-95 luôn á, thì sực rất là mới luôn. Có đầu chụp như thế này. Cái này chất liệu carbon nha, nó sẽ có giá là 700k nha, cây số 1 700k. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đến với cây số 2. Số 2 mà mình muốn giới thiệu mọi người thì sẽ là một cây cần rút mini tiếp nha. Cây này thì nó sẽ là một cây rút mini. Cây này thì còn rất mới luôn. Để mình coi thử. Ngoại hình nó thì mình sẽ đo luôn về thu gọn. Thu gọn là mình sẽ đo luôn cả cái phần này luôn nha mọi người. Để coi thử là nó gọn hết cả phần đầu chụp luôn là bao nhiêu á. Thì thu gọn của nó thì nó sẽ là 57cm nha mọi người. 57cm. Thu gọn của cây này thì nó sẽ là 57cm nha. Ngoại hình nè, phần dưới đi lên nha mọi người. Thì mọi người sẽ thấy là chỗ này thì nó rất là mới luôn nha. Đây, mút xốp màu xanh thì còn rất là mới như thế này luôn. Rất là đẹp luôn nha. Người ta làm vân kiểu vân giả gỗ mọi người. Giả gỗ màu xanh. Bát của nó thì sẽ là bát Fuji nha. Bát Fuji thì nó sẽ in ở đây nè mọi người. Bát Fuji nè. Fuji nha. Và nó sẽ in ở đây luôn. Chữ Fuji luôn. Bát thì sẽ là bát vặn. Vặn lên vặn xuống điều chỉnh thì tùy ý mình nha. Bát thì rất là đẹp mọi người sẽ thấy nè. Còn rất sáng và đẹp. Cái này mình thấy còn khá mới luôn á. Ở đây thì có tem nha mọi người. Có cái tem sấm chớp nè. Rồi ở đây cũng có dán một cái tem nữa. Nó sẽ có một cái đầu chụp như thế này nha. Đầu chụp luôn. Và đầu chụp của nó thì nó sẽ là đầu chụp Fuji nha mọi người. Fuji thì nó sẽ in ở đây nè.
Fuji nha. Đầu chụp của nó là đầu chụp Fuji. Thì bây giờ bắt đầu mình đến với bên trong của cây cần nha. Bên trong nó thì mình sẽ đến với cái tên. Chất liệu của nó thì sẽ là chất liệu carbon nha mọi người. Chất liệu carbon. Cây này thì dài tới 2m7 luôn nha. Ở đây thì nó sẽ ghi tiếng Nhật gì đó mình dịch không được nên thôi mọi người thông cảm nha. Cây này nó sẽ ghi là 2270H nha mọi người. Dài của nó sẽ là 2m7. Ngoại hình thì còn rất là mới luôn. Cây này ở ngoài mọi người mà nhận hàng sẽ thấy nó rất mới luôn á mọi người. Phải nói chung là tầm trên 95% á. Còn mới lắm như thế này. Mà nói chung mình cứ tính tầm 95 cho dễ nha. Phôi rất là đẹp như thế này. Chất liệu là carbon nha. Dưới đèn thì mình sẽ thấy cái độ ống của nó nè. Cái độ bóng của nó nè mọi người. Carbon dưới đèn chiếu rất là đẹp luôn. Và đây là sẽ bộ khoen của nó nha. Khoen thì mọi người sẽ thấy là sáng đẹp như vậy. Khoen của nó sẽ là khoen Fuji nha. Fuji thì mình thấy nó in ở đây nè mọi người. Ở đây. Xong rồi mấy cái khoen nó sẽ in hai bên đó mọi người. Một bên là chữ Bass, một bên chữ Fuji nha. Về phần đầu bu của nó thì nó cũng sẽ in chữ Fuji chỗ này luôn. Bộ khoen thì sáng đẹp nha. Đây. Khoen thì nó sẽ như vậy nè mọi người. Khoen như vậy. Rất sáng và đẹp nha. Thì bắt đầu mình đến từng khúc bên trong. Thì lúc nãy khúc này mình giới thiệu rồi nè. 2m7 nè mọi người. Hàng của nó thì sẽ là hàng Nhật nha. Rất là đẹp luôn. Nói chung là tầm 95% luôn á. Rất mới luôn. Phôi rất chắc nha. Phôi thì mình thấy từng lóng của nó thì nhìn cũng nhỏ. Nhưng mà cầm lại thì rất là chắc luôn mọi người. Cái phôi tuy nhỏ nhưng mà mọi người cầm vào sẽ cảm nhận được nó rất là chắc luôn. Và đây là phần đọt của nó nha. Đọt của nó thì đây là đầu bu nè mọi người. Đầu bu của nó thì sáng đẹp như vậy nha. Thì bên trong của nó sẽ có một cái khoen như vậy. Đây là phần đọt của nó. Cái này thì mình thấy cũng khá là cứng nha. Nó chắc tầm 20-25 gì đó mọi người. Dao động chắc 20-25 gì đó nha. Và cây này nó sẽ là một cây cần rút mini. Cây cần rút mini khoen. Bass của nó thì đều là hàng Fuji. Dài là 2m7 nha mọi người. Về ngoại hình thì nó đẹp tầm khoảng 95%. Ở đây thì có nắp chụp Fuji luôn nha. Mình quay xa thì mọi người nhận hàng nó sẽ y chang vậy luôn. Và cây này thì nó sẽ chất liệu là carbon nha. Chất liệu carbon hàng Nhật. Và cây này thì nó sẽ có giá là 750k nha. Cây số 2, 750k. Một cây rất là mới đẹp luôn á. Rồi tiếp theo thì mình sẽ qua đến cây số 3. Số 3 thì mình sẽ đến với một cái cần rút nha. Cần này thì thu gọn lại nó cũng khá là dài chứ. Cũng không phải là rút gọn lắm nha mọi người. Thì để mình coi thử thu gọn của nó luôn là bao nhiêu. Thu gọn của nó là 79 nha mọi người. Thu gọn là 79cm nha. Thu gọn của cây cần này là 79cm. Thì cây này nó sẽ là một cây của thương hiệu Alpha Takke này mọi người. Cây này sẽ là thương hiệu của nó sẽ là Alpha Takke. Dài là 2m7 nha. Độ cứng nó là 15. Thì nó sẽ là một cây multi cutter nha. Ở đây thì nó sẽ ghi tiếng Anh. Và ở đây thì nó sẽ ghi in tiếng Nhật ở đây nha mọi người. Nó sẽ ghi một số thông số. Ví dụ như là lure mat của nó là 1.5OZ nha. Rồi 10-20g này mọi người. 10-20. Không phải gam nha, mình chỉ thấy nó ghi là 10-20. Cái này mình không biết nên mình không báo ha. Dài là 2m7 nè. Độ cứng của nó là 50, thương hiệu Alpha Takke. Ở đây thì in tiếng Nhật nha. Ở đây tem này thì là tem in luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ đi từ phần dưới cây cầm đi lên. Cây này nói chung nó cũng rất mới luôn. Nói chung là trên 95% nha. Thấy nhìn rất mới luôn. Chất liệu của nó thì sẽ là chất liệu carbon nha mọi người. Mọi người sẽ thấy nè, phần dưới cây cầm đi lên. Và carbon của cây này thì rất là đẹp luôn. Để mình rọi kỹ cho mọi người coi nè. Carbon cây này dưới đèn rất đẹp luôn. Nó từng cái hình thoi nhỏ nhỏ mọi người nha. Nó từng cái hình thoi nhỏ nhỏ như thế này rất là đẹp luôn. Bass của nó thì sẽ là bass Fuji nha. Fuji nó sẽ in ở đây, rồi in ở đây và in ở đây nữa nha. Fuji. Fuji vặn nha, mình vặn lên vặn xuống điều chỉnh thì tùy ý mình. Cây này rất đẹp luôn á. Thật sự ngoài nhìn nó đẹp đã lắm mọi người. Mọi người sẽ thấy nè. Còn về phần carbon của nó thì nó sẽ như vậy nha. Mọi người sẽ thấy giống như là khi mà mình rọi dưới đèn nè. Mọi người sẽ thấy những cái vảy vảy như vậy nha. Những cái vảy hình thoi như thế này. Đầu chụp của nó nhìn cũng rất là xịn luôn nè. Đầu chụp của nó nhìn rất là xịn sò. Và đầu chụp này sẽ là đầu chụp của Fuji luôn nha. Thiết kế khá là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ đi đến với bên trong của nó. Thì bên trong của nó nha. Thì khúc này mọi người cũng đã thấy hết rồi đúng không? Đó, rất là đẹp như thế này. Gồm có những cái vảy như thế này. Đây nè mọi người. Bây giờ bắt đầu mình đến với bộ khoen của nó nha. Khoen của nó thì mọi người sẽ thấy là khoen rất là đồng đều và đẹp như thế này. Khoen rất là đẹp nha. Khoen còn sáng bóng như thế này luôn. Và khoen của nó thì sẽ là khoen Fuji. Fuji thì nó sẽ in ở đây nè mọi người. Fuji thì nó sẽ in ở cái chỗ này nè. Đây cái chỗ này mọi người sẽ thấy cái chữ Fuji. Đây chỗ này mọi người sẽ thấy cái chữ Fuji nha. Fuji sẽ in ở đây. Và trên cái chỗ mà đầu bu của nó mọi người thì nó sẽ có in một cái chữ F ở đây nữa nè mọi người. Ở đây mọi người khi nào nhận hàng mọi người sẽ thấy đây có một cái chữ F nữa nha. Khoe của nó thì sẽ là khoe Fuji như vậy. Sáng và đẹp nha.
khoen Fuji thì rất là sáng đẹp luôn. Rồi bên trong nè, bên trong thì cái carbon, cái khúc này nó khá là óng ánh nha. Cái khúc này thì nó làm rất là óng ánh luôn nè, rất là đẹp luôn. Ở ngoài thì mình mới thấy nó óng ánh nha mọi người, chứ còn cái này mình quay kiểu nó bớt đi cái độ óng ánh của cây cần rồi á. Cây này thì ngoại hình rất đẹp luôn. Ai mà thích mấy cái cây đẹp đẹp á thì nên mua những cây như vậy, tại vì ngoại hình nó rất là mới và đẹp luôn. Bên trong hai cái lóng này thì mình thấy người ta làm theo kiểu nó sẽ giống như có những cái kim tuyến nhỏ nhỏ mọi người, nó ánh lên như thế nha. Cây này là một cây cần hàng Nhật nha, một cây hàng Nhật. Rồi đây sẽ là phần đọt của nó nè, thì mọi người cũng sẽ thấy nó có cái vân 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 như thế này nha. Rồi vào thì mình thấy trơn, nhưng mà khi mình nhìn thì mình thấy nó giống như những cái vân như thế này, chứ rồi vào thì thấy trơn nha mọi người. Đây, khi mà dưới đèn thì mình thấy có những cái vân như thế. Và cái phần đọt của nó thì nó sẽ có hai cái khoen nha, hai cái khoen như vậy nữa. Người ta sẽ chia lực của hai khoen này ra đều nhau luôn. Còn đây thì sẽ là phần đầu bu của nó. Để mình rẫy xuống cho mọi người coi cái đầu bu của nó. Thì đầu bu nó sẽ có một cái chữ F ở đây nè mọi người. Chữ F thì nó sẽ in ở đây một cái chữ F nha. Đây, chữ F nó ở đây. Đầu bu thì sáng và đẹp luôn. Nói chung là rất là đẹp luôn ấy. Cái này ở ngoài mới lắm luôn. Và cây này thì nó sẽ là một cây của thương hiệu là Alpha Tucke nha mọi người. Thương hiệu Alpha Tucke hàng Nhật. Cái này thì nó sẽ có chiều dài 2m7, thu gọn là 79cm. Và độ cứng của nó thì sẽ là 15 nha. Độ cứng 15, khoen bát thì đều là hàng Fuji hết như thế này. Rất là đẹp luôn, cây này ngoài đẹp lắm nha. Đầu chụp thì cũng sẽ là đầu chụp của Fuji nha mọi người. Đầu chụp Fuji như thế này. Và cái cây cần, nói chung sao ta, nói chung là cây cần đẹp đẹp này đi ha, nó sẽ có giá là 900k nha, cây số 3, 900k. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đến với cây số 4. Số 4 thì mình sẽ đến với một cây cần trúc, cần lua nha. Thì cần này nó sẽ là một cây cần trúc 3 khúc. Và cần này thì dùng cho máy ngang nha. Đây mọi người, cần này thì dùng cho máy ngang. Thì đầu tiên thì về chiều dài thì mình đo được nó là tầm 1m65 á mọi người. Mà mình thôi mình tính nó là 1m60 cho dễ nha. Rồi bây giờ mình sẽ đến từ cái phần góc dưới này đi lên. Đầu tiên nha, thì nó sẽ là cái góc trúc này mọi người. Góc trúc thì mọi người sẽ thấy nó rất là đẹp nha. Nó sẽ có những cái mắt như vậy nè, 1, 2, 3, 4 cái mắt như thế này nha. Rất là đẹp luôn, mọi người sẽ thấy nè, những cái vân của nó đẹp như thế này. Đây là trúc thật nha. Thì khúc trên này người ta sẽ thiết kế nè, người ta gắn một cái bát này. Bát này là dành cho máy ngang nha. Cái này nó sẽ là một cây cần dành cho máy ngang Fuji nè mọi người. Fuji, Fuji nha, bát Fuji. Rất là đẹp luôn, bát máy ngang nè. Cái này thì mình vặn lên vặn xuống điều chỉnh thì tùy ý mình nha, tùy mình điều chỉnh thôi. Phía trên này cũng rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ đến với khúc giữa nha. Cây này thì chất liệu nó là trúc thật, hàng Nhật trúc thật nha mọi người. Đây là khúc thứ hai của nó. Thì mọi người sẽ thấy nè, từng cái mắt trúc cũng rất là đẹp rồi. Khoen của nó nha, khoen của nó thì mình không biết là cái chất liệu gì luôn mọi người, mà cái khoen nó bóng lắm luôn á. Cái khoen mọi người sẽ, khi mà nhận hàng mọi người sẽ thấy cái khoen này nó có một cái độ bóng. Nói chung là rất là bóng luôn nha, bóng loáng luôn á. Khoen nói chung nó bóng loáng luôn. Khoen thì sẽ như vậy nè. Đây. Tại vì cái này quay không được cận rõ, chứ khi mà mọi người nhận hàng sẽ thấy là cái khoen này nó rất là bóng luôn á. Đây, khoen thì nó sẽ bóng như thế này nha mọi người. Đây, khoen của cái cần này thì nó sẽ bóng như thế này luôn, bóng sáng luôn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đến với phần đọt của nó. Đọt của nó thì đọt này nó bằng carbon đó mọi người. Đọt nó bằng carbon, rất là chắc luôn nè. Cái đọt này thì mình không biết là sợi thủy tinh hay carbon, nhưng mà nó rất là chắc và rất là cứng nha. Thì đây mọi người cũng sẽ thấy là khoen của nó như vậy, rất là bóng và đẹp rồi. Từng cái nha, chất liệu là trúc thật nha mọi người. Cái đọt của nó hình như là sợi thủy tinh hay là carbon gì nè, nhưng mà rất là chắc luôn, cầm thì rất là cứng nha. Phần đọt đây. Và mấy cái cần này thì mình sẽ không có đo độ cứng, nên là mình sẽ chỉ nhấn thôi, nên mọi người cảm nhận nha. Đây, nó sẽ như vậy nha. Nó sẽ như vậy nha mọi người. Và cây này thì nó sẽ là một cây cần 3 khúc, dài là 1m6 nha. Mình tính nó là dài 1m6. Cần 3 khúc, trúc thật, dài là 1m6. Bát là bát Fuji nha, dùng cho máy ngang nha. Điều quan trọng nhắc lại 3 lần là cây này dùng cho máy ngang nha. Bát là bát Fuji, khoen thì khoen rất là bóng và đẹp như thế này. Thì nó sẽ có giá là 900k nha. Cây số 4, 900k. Dành cho ai thích dùng máy ngang á, mà thích dùng những cái cây cần mà khá là độc lạ mọi người. Tại cần trúc thì nó cũng rất là hiếm á, để mà mình tìm được một cây cần đẹp á như thế này nha mọi người. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đến với cây cần số 5. Số 5 thì mình sẽ đến một cây 3 khúc.
màu rất là đẹp luôn. Cây này thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cái tên của nó đi nha. Lâu lắm rồi mới về lại dòng cần này luôn. Dòng này thì nó sẽ là cần Epicon nha mọi người. Epicon nè. Thì cây này nó sẽ có cái chiều dài là, cái này thì nó sẽ là Epicon của thương hiệu Suyumi nha. Suyumi, cây này thì sẽ có chiều dài là gồm 3 khúc, chiều dài 3m và độ cứng nó sẽ là 30. Special nè mọi người, dòng này là dòng đặc biệt. Thì đầu tiên mình sẽ đi phần dưới đi lên đi ha. Phần dưới đi lên thì nó sẽ in về thương hiệu của nó, thì nó sẽ là in Suyumi như thế này. Rất đẹp luôn mọi người, sáng và đẹp nha. Còn nẻo ngoài ngoại hình còn rất là sáng và đẹp luôn á. Đây nha mọi người, đây sẽ là phần bát của nó. Bát của nó thì sẽ gọi là phần bát dạng đặc biệt các mọi người. Special nè, rất là lạ ha. Bát thì mình sẽ vặn cái này lên, mình vặn xuống, mình điều chỉnh theo tùy ý mình nha. Cái này thì dùng để cho mình vặn lên vặn xuống điều chỉnh nè. Đây là phần mút xốp thì sáng và đẹp như vậy. Cái này sẽ là chất liệu carbon nha. Chất liệu carbon, dài là 3 khúc. Nó gồm 3 khúc, dài là 3m nha. Và hàng của nó thì sẽ là hàng của Hàn Quốc xuất Nhật nè. Ở sau thì nó sẽ có ghi rõ cho mình luôn là Made in Korea nè mọi người. Made in Korea, hàng của Hàn Quốc xuất Nhật nha. Tem như thế này, cần thì rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đến với cái khúc thứ hai của nó luôn nha. Khúc thứ hai thì mọi người sẽ nhìn như thế này. Và khoen của nó thì sẽ là khoen Fuji. Fuji đá xanh như thế này nha. Fuji thì nó sẽ in ở đây nè mọi người. Fuji in ở đây nha. Rất đẹp luôn. Chất liệu sẽ là chất liệu carbon nha. Hàng là của Hàn Quốc xuất Nhật. Cây nẻo ngoài còn rất là sáng và đẹp luôn. Khoen là khoen Fuji. Bây giờ mình sẽ đến với phần đọt của nó. Đọt của nó thì sẽ như vậy. Chất liệu carbon này mọi người. Cây nẻo ngoài nhìn đẹp lắm. Thực sự là mình nhìn mà mình còn bị mê mà. Rất đẹp luôn á. Đây là phần đọt của nó nha. Cái này là đầu bu. Và cây này thì nó sẽ là một cây cần 3 khúc. Dài là 3m nha mọi người. Độ cứng của nó sẽ là 30. Hàng của nó sẽ là hàng của thương hiệu Suyumi, Hàn Quốc xuất Nhật. Cần thì còn rất là mới đẹp luôn á. Nói chung chắc cũng tầm 90% á. Ở ngoài thì mọi người sẽ thấy nó đẹp như thế này luôn á. Rồi và cây này thì nó sẽ có giá. Khoen hoặc khoen Fuji nha. Bát thì nó ghi là special, bát đặc biệt á. Để mình coi cái giá nó ở đâu. Mọi người đợi mình tí. Đây, và cây này thì nó sẽ có giá là 1.350.000 nha. Cây số 5, 1.350.000. Rồi bây giờ mình sẽ qua đến với lại là cây số 6. Số 6 thì mình sẽ qua đến với một cái cây cần 3 khúc. Cây này thì có một bộ khoen khá là lạ. Đầu tiên nha, thì nó sẽ là của thương hiệu Ryobi đã mọi người. Thì nó sẽ là một của thương hiệu Ryobi nha. Cầm thì rất là nặng và chắc tay luôn. Ryobi nè mọi người. Đây nha, nó sẽ dài là dài 3m3. Nó ghi ở đây là XS nha. Dài là 3m3 nè mọi người. Dài 3m3 bao gồm 3 khúc nha. GF ở đây nữa. Thì bây giờ mình sẽ đến với cái khúc ở dưới cùng của nó. Cái này thì cầm rất là nặng và chắc tay nha. Bây giờ là phần dưới nè mọi người. Thì phần dưới đi lên nó sẽ như vậy nha. Phần dưới đi lên sẽ như vậy. Rồi bây giờ chỗ này thì nó sẽ là giả gỗ mọi người. Cái này là giả gỗ chứ không phải gỗ nha. Thì mọi người cũng sẽ coi nè. Cái này là giống như kiểu mút xốp, người ta giả gỗ thôi. Người ta thiết kế những cái kiểu làm như gỗ vậy á. Và ở đây nó sẽ là một cái chữ Ryobi nha mọi người. Bát của nó thì sẽ là bát Fuji. Bát là bát Fuji như vậy nha, Ryobi. Và ở đây thì mọi người sẽ thấy nó hở như thế này là tại vì nó dán ở chữ Fuji ở dưới á mọi người. Cái này còn người ta không có dán chết nha. Mình thích thì mình tháo, còn không thích thì mình để lại như vậy là được nha. Đó, ở dưới là nó sẽ ẩn giấu cái chữ Fuji thôi chứ không có gì hết. Bát của nó thì chỗ này sẽ là bát Fuji vặn, vặn lên vặn xuống điều chỉnh tùy mình. Và bát này thì nó sẽ có một cái màu vàng nhạt nhạt như thế này nha. Bát ở ngoài là sẽ màu vàng nhạt như vậy luôn. Bây giờ đi lên của nó nè, thương hiệu là Ryobi rồi. Và sau thì có dán tem như thế này. Chất liệu của cây này thì sẽ là chất liệu carbon nha, chất liệu carbon. Khoen của nó thì sẽ là khoen Fuji luôn. Khoen Fuji nha mọi người. Đây, khoen của nó sẽ là khoen Fuji, Fuji sẽ in ở đây. Và mọi người sẽ thấy nó có một điều là cái này nè mọi người, cái khoen của nó thì rất là bóng nha. Mình cũng không biết là khoen chất liệu như thế nào nhưng mà rất là bóng luôn. Khoen có một cái độ bóng nhất định luôn á. Bóng loáng luôn. Và cái này sẽ là khúc thứ hai nha, một cái khúc mà cầm khá là nặng tay rồi thì mọi người sẽ thấy nè. Khoen thì mọi người sẽ thấy nó bóng như vậy luôn. Đây. Nó sẽ bóng như thế này nha. Ngoại hình của nó thì sẽ vậy, ngoại hình thì sáng đẹp nha, cũng có trầy xước một vài chấm gì đó theo năm tháng. Khoen thì rất là đẹp rồi. Chất liệu thì sẽ là chất liệu carbon nha, thương hiệu Ryobi nha mọi người, hàng Nhật nha. Đây. Rất là đẹp luôn á. Khoen cũng đẹp nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ đến với cái khúc đọt của nó.
thì mọi người sẽ thấy nó cũng là một cái dãy quen như thế này. Thì mọi người sẽ thấy cái khoen nó rất là bóng luôn nè. Khoen rất là bóng ha. Và đây sẽ là phần đọt của nó nha mọi người. Đây là đầu u của nó. Và cái này thì mình thấy nó cũng khá cứng chứ nó cũng không phải là mềm gì đâu mọi người. Thì bây giờ mình sẽ nhấn nó mọi người cảm nhận thử nha. Để mình nhấn thử. Đây. Thì nó cũng khá là cứng như thế này nha mọi người. Nói chung là độ cứng của nó cũng phải tầm trên 50 á, tại vì mình thấy nó khá là cứng á. Và đây sẽ là cây Ryobi 3 khúc. Dài của nó thì sẽ là cây Ryobi hàng Nhật nha. Cái này dài của nó thì sẽ là 3m3 như thế này. Nó sẽ như ở đây nè mọi người. Dài của nó thì sẽ là 3m3 nha. 3m3. Chất liệu là carbon nha. Nó sẽ khoen của nó thì lúc nãy mình có báo chưa ta? Khoen của nó lúc nãy thì mình có báo rồi. Khoen của nó thì sẽ là khoen Fuji. Và nó rất là bóng đẹp luôn nha. Bát thì cũng là bát Fuji luôn, Ryobi. Và cây này thì nó sẽ có giá là 1.250.000 nha. Cây số 6, 1.250.000. Rồi bây giờ thì mình sẽ qua đến cây số 7. Số 7 mà mình muốn giới thiệu thì nó sẽ qua đến một cái cây cần của thương hiệu khác rồi. Cây này thì nó sẽ là một cây của thương hiệu Daiwa nha mọi người. Cái chữ Daiwa lúc nãy mình vừa thấy đâu rồi ta? Đây. Mọi người đợi mình tí để mình đi tìm cho. Thôi đi từ từ đi tìm đi. Và cây này thì nó sẽ là một cây 3 khúc nha. Đầu tiên thì nó sẽ ở đây nè mọi người. Thì nó sẽ có ghi của nó nè, Power Made Daiwa này nha. Và ở đây thì nó sẽ là một cây dài là 3m3. Và độ cứng của nó là 30. Hàng của nó thì nó sẽ được thiết kế nè, của bởi Daiwa nha. Power và dòng này sẽ là dòng carbon wicker nha. Rất là đẹp luôn. Thì đầu tiên thì mình sẽ đi phần dưới đi lên đi ha. Phần dưới thì nó sẽ in chữ Daiwa đây rất là rõ cho mọi người. Cây này thì rất là đẹp nha. Nói chung là cũng tầm khoảng 90-95 gì đó. Ngoại hình ở ngoài thì rất là đẹp luôn. Daiwa nè. Ở đây thì nó có một cái đồ để mình treo lên. Daiwa. Sáng và đẹp như thế này. Rồi phần này nha mọi người thì nó sẽ tiếp theo. Vân của nó thì sẽ là vân vảy cá nha. Vảy cá thì mọi người sẽ thấy là nó những cái hình thoi nó nối tiếp nhau như thế này. Thiết kế bởi Daiwa nè. Để mình coi bát của nó đi. Bát của nó thì sẽ như vậy. Bát vặn nha, mình vặn lên vặn xuống điều chỉnh thì tùy ý mình. Dài là sẽ dài 3m3 và độ cứng là 30 bao gồm 3 khúc nha. Dòng carbon wicker nè. Daiwa luôn. Đây nữa là mọi người có tem luôn nha. Và cây này thì nó sẽ là khoen của nó. Để mình coi thử cái chữ Fuji thì nó sẽ in ở đây nha. Chữ Fuji nó in trong này và khoen của nó thì sẽ là khoen đá xanh như thế này nha mọi người. Khoen Fuji đá xanh như thế này. Cần thì rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đến với cái khúc thứ hai nha. Khúc thứ hai mà mình muốn giới thiệu mọi người thì nó sẽ như vậy. Chất liệu của cây này lúc nãy mình có báo là chất liệu carbon rồi nha. Khoen của nó sẽ là khoen Fuji đá xanh. Rất là đẹp luôn á. Đây mọi người thì mà ở dưới chất liệu carbon dưới đèn thì mọi người sẽ thấy nó là vảy vảy như thế này nha. Cây này thì ngoại hình ở ngoài rất là đẹp luôn. Nói chung là cũng tầm 90 với lại đến tầm 95 á. Rất là đẹp nha. Carbon của nó sáng và đẹp. Và đây sẽ là cái khúc đọt của nó nè. Khoen cũng rất là đẹp rồi. Và cây này thì nó sẽ là một cây Daiwa nha mọi người. Cây này của thương hiệu là Daiwa. Cây thương hiệu Daiwa đẹp thì tầm 90-95 gì đó. Dài là 3m3 nha. Bao gồm 3 khúc dài 3m3. Độ cứng là 30 nha. Dòng carbon wicker này mọi người. Và cây này thì nó sẽ có giá là 1.400.000 nha. Cây số 7 1.400.000. Rồi thì mình đến với cây số 8. Số 8 thì mình sẽ đến với một cái cây là 3 khúc nha. Cây này thì nó sẽ là một cây 3 khúc như vậy. Cây này thì khá là nặng tay luôn á mọi người. Tại vì cái phần ở phía dưới này của nó là bằng gỗ nè. Chỗ này thì nó bằng gỗ nha. Nên là cầm khá là nặng và chắc tay luôn. Thì cây này nó sẽ từ từ mình đi lên từng khúc đi ha. Đây bát của nó nha. Bát của nó thì sẽ là bát vặn. Thì mọi người chỗ này điều chỉnh là mọi người vặn cái này nè. Mấy cái khoen này mọi người vặn lên vặn xuống để mọi người điều chỉnh thì tùy ý mình nha. Và cây này thì nó sẽ ghi là 120 thì nhân cho 3 thì cây này sẽ có chiều dài là 3m6 nha. Bao gồm là 3 khúc. Chất liệu là phíp. Hàng của nó thì sẽ ở đây nó sẽ ghi là Made in Japan nè mọi người, Made in Japan. Đây nha, một cây chất liệu phíp nè, KT như thế này, Made in Japan. Dài là 3m6 luôn nha, dài là 3m6. Thì mọi người sẽ thấy là cái phần này chất liệu của nó là phíp nè.
thì như thế này nha. Cái chỗ khoen này thì mọi người có thể dỡ lên, dỡ xuống như thế này thì tùy mình nha. Đây, mọi người nhìn nè, thì cái này mình dỡ lên dỡ xuống thì tùy mọi người thôi. Chất liệu phít ngoại hình cái này thì nhìn chung cũng còn sáng đẹp á. Nói chung là cũng sáng và đẹp. Chất liệu phít thì sẽ như vậy, khoen của nó nè. Khoen sáng nha. Khoen nè mọi người. Và đây là phần đầu bu của nó. Thì cây này để mình coi thử. Cây này nhìn chung là cũng thấy khá cứng rồi đó. Cây này thì khá là cứng đó mọi người. Độ cứng nó phải là dao động tầm khoảng 60 nha. Có khi là hơn á. Tại vì đọt của nó thì khá là to như thế này luôn nè. Đọt của nó thì khá là to như thế này luôn nha mọi người. Cây này cũng khá cứng, nói chung độ cứng cũng trên 60. Và cây này nó sẽ là một cây. Ở đây thì nó có in cái chữ Made in Japan này mọi người. Cái tem của nó thì nó sẽ in ở đây nha. Đây là, ở đây nó sẽ in một cái chữ là Made in Japan nha. Đây, cây này nó sẽ là một cái chữ Made in Japan ở đây. Và cây cần này sẽ là cần 3 khúc, dài của nó thì sẽ là 3m6 nha. 3m6, chất liệu phíp. Cây này thì nó sẽ có giá là 300k nha, cây số 8, 300k. Rồi mình qua đến cây số 9. Số 9 là dành cho ai mà thích cái cần gọi là sao ta, rất cứng luôn nha. Thì nó lại tiếp tục đến với dòng đai qua nữa. Thì cây này nó sẽ là dòng của Wicker luôn nha mọi người. Carbon Wicker này mọi người. Thì nó cũng là của thương hiệu đai qua luôn. Thì mọi người sẽ thấy là cây này nó ghi là 120, 200. Thì tí cái này mình giải thích sau nha. Để mình coi thử nó còn thông số gì nữa không. Thì ở đây thì nó sẽ có vài cái thông số cho mọi người. Ví dụ như ở đây là nó sẽ là 250g nha. Đọt của nó thì sẽ là 2mm nè mọi người. Nó ghi là đọt 2mm. Còn góc của nó là 21 nha. Rồi nó ghi là 2m. Cái này thì mình không có hiểu nên mình không có dịch được. 106cm nè mọi người. Là một số cái thông tin của nó. Mà mình cũng nhiều cái mình dịch không đúng á. Nên thôi để mình coi trong cái cần cho chắc. Thì cây này á, nó sẽ là một cái cần có hộp như thế này nha mọi người. Đó, thì cái hộp này thì cái khúc kia nó vẫn có cái đầu chụp. Còn cái này thì nó về thì nó không có đầu chụp của cái khúc này nha. Đó, có sao thì mình sẽ báo kỹ cho mọi người luôn. Thì bên trong nó sẽ có cần. Nó sẽ bao gồm là cần, bao cần như thế này. Bao cần màu vàng vàng, mọi người thấy ở trong là bao cần nha. Và nó không có cái nắp chụp ở trên này. Nói chung là cái cần nó sẽ như vậy á. Với lại thì cái bao cần thì sẽ như vậy nha. Đó, mọi người sẽ thấy là cái bao nó như vậy. Ở trong này thì người ta có lót giấy cho nó cứng nè. Là mọi người về thì mình mở ra mình vui nha. Nó ghi cái này là dài 2m nè mọi người. Cái này thì lúc nãy là nó có ghi ở đây là dài 2m nha. Dài 2m. Thu gọn mỗi cái thì nó sẽ tính hai cái này luôn. Thì là 106cm á. Là hai khúc, mỗi khúc 106cm. Thì bây giờ mình sẽ đến với cây này. Thì cây này đầu tiên ha, nó sẽ là của thương hiệu là Daiwa. Daiwa của nó thì nó sẽ là dòng Carbon Wicker Made in Đài Loan nha. Made in Taiwan. Thì cây này là cây của Đài Loan xuất qua Nhật. Rồi mình sẽ đến với một số thông số cơ bản. Thì cầm ở phía dưới của nó thì nó sẽ như vậy. Thiết kế của nó như vậy nha. Thiết kế của cây cần phía dưới thì sẽ như vậy. Và cây này thì giống như là ở trên cái hộp nó có ghi rồi nha. Cây này sẽ có chiều dài là 2m, bao gồm là 2 khúc. Và độ cứng của nó là tới 120 luôn nha mọi người. Độ cứng tới 120 luôn. Dòng Carbon Wicker này mọi người. Ở đây thì nó sẽ ghi một cái chữ vậy. Máy dòng Carbon Wicker đa số nó sẽ ghi cái tiếng như vậy, tiếng Nhật của nó luôn. Daiwa nè, Đài Loan xuất Nhật. Chỗ này thì nó bị bám bẩn thôi chứ không có gì hết. Bát của nó thì sẽ là bát Fuji nha. Fuji nó sẽ in ở đây. Đây là chữ Japan nha mọi người. Ở đây sẽ là chữ Japan. Bát nó sẽ là bát vặn nha. Mình vặn lên vặn xuống điều chỉnh tùy mình nè. Và đây thì mọi người sẽ thấy là tới cái khúc này. Khoen của nó nha. Khoen của nó thì sẽ là khoen sứ xanh đó mọi người. Khoen sứ xanh. Rồi bây giờ mình sẽ đến với cái khúc thứ hai của nó. Chất liệu của cây này thì chất liệu carbon nha. Chất liệu carbon, hàng của nó thì sẽ là hàng của Đài Loan xuất Nhật. Và nó có sẽ có một cái khúc như thế này nè mọi người. Cái khúc này nó sẽ có cái vân xéo như vậy nha. Vân chữ X như vậy rất là đẹp luôn. Khoen của nó để mình coi thử. Khoen của nó thì sẽ là khoen Fuji nha. Fuji thì nó sẽ in ở đây nè. Fuji thì nó sẽ in ở chỗ này. Khoen Fuji, Fuji in ở đây nha. Fuji đá xanh nè, rất là đẹp luôn. Ở đây thì cái khúc này nó sẽ là carbon mà nó thiết kế kiểu nhìn xoắn X đó mọi người. Khoen rất là đẹp luôn. Khoen của nó từng cái khoen nha. Đây là sẽ là phần đầu bu của nó nha. Và cây này thì độ cứng nó rất là cứng rồi. Nên mình không cần test nữa. Cây này nó sẽ là một cây đai qua hàng của Đài Loan xuất Nhật. Dài 2m, độ cứng là 120, chất liệu carbon. Nói chung là có cái hộp như thế này luôn. Và cây này nó sẽ có giá là 950k nha. Cây số 9, 9
cây số 9 950k nha. Rồi thì mình sẽ qua đến cây số 10. Số 10 mà mình muốn giới thiệu thì nó sẽ là một cái cây hai khúc như thế này. Cây hai khúc, cây này thì khá là lạ luôn. Cây này thì nó sẽ là một cây hai khúc dài 2m1, độ cứng 50 nha. Bắt đầu thì mình sẽ đến với cái tên thương hiệu của nó nha. Thương hiệu của nó thì nó sẽ ghi là, thương hiệu của nó sẽ là cái chữ này giống như là chữ G á mọi người, Genkai nha. Và chỗ này thì nó sẽ có chiều dài là 2m1, bao gồm là hai khúc này mọi người. Bây giờ mình sẽ đến từ phần dưới đi lên nha. Mọi người sẽ thấy nha, nó khá là lạ, nó thiết kế khá là lạ mọi người. Cái lớp này nó làm một cái lớp kiểu họa tiết rất là lạ luôn, mình cũng không có hiểu được. Mình sẽ quay gần cho mọi người xem nha. Thì là cái họa tiết nó rất là lạ luôn. Thì mình sờ vào nó sẽ có một cái độ nhám nhất định nha mọi người. Mấy cái vân này thì nó sẽ có một cái độ nhám nhất định cho mình. Ngoại hình này nói chung là sáng đẹp nha, cũng có trầy xước một vài chấm theo năm tháng. Bát thì sẽ là bát Fuji nha. Bát này sẽ là bát Fuji. Fuji thì nó sẽ in ở đây nha, Fuji Japan. Vặn lên vặn xuống điều chỉnh thì tùy ý mình nha. Dài là 2m1 nè, độ cứng thì sẽ 50, bao gồm hai khúc nha. Phía sau của nó luôn. Đây là mọi người, ở ngoài mọi người cầm thì mọi người sẽ thấy nó rất là lạ luôn á. Power lock nè. Này nó thiết kế khá lạ luôn, nhìn lạ lắm mọi người. Khoen của nó nha. Khoen của nó để mình coi thôi. Khoen của nó thì nó sẽ là khoen như thế này. Fuji mọi người, Fuji đá xanh nha. Fuji của nó thì nó sẽ in ở trong này, và đá của nó thì sẽ là đá xanh như vậy. Đó, Fuji đá xanh. Thì bây giờ mình đến với cái khúc thứ hai của nó luôn. Khúc thứ hai của nó thì sẽ như vậy. Một cây cần hàng Nhật nha, một cây cần hàng Nhật. Nói chung là cũng khá lạ đây, thiết kế của nó lạ lắm, giống như mình quay luôn á mọi người. Ở ngoài nhìn nó hay hay lắm. Khoen của nó thì sẽ là khoen đá xanh như thế này nha, khoen nè. Khoen nha mọi người. Khoen Fuji đá xanh. Đây, thiết kế của nó thì mọi người sẽ thấy rất là lạ luôn. Cây này ở ngoài nhìn nó khá là hay hay á, nó giống vậy nè. Lạ lắm luôn á mọi người. Đây sẽ là phần đọt của nó nha, đọt của nó, và cây này mình thấy cũng khá là cứng đó. Thôi mình nhấn đọt cho mọi người cảm nhận luôn đi. Chứ cái này mình cũng không biết báo độ cứng nhiều tại vì khá cứng ấy. Đây, nói chung là nó khá là cứng, gọi là cứng ngắc luôn nha. Nó khá cứng đó mọi người. Và cây này thì nó sẽ là một cây hai khúc, dài là 2m1, độ cứng 50. Bát là bát Fuji nha. Bát Fuji, và khoen nó thì cũng sẽ là khoen Fuji luôn. Khoen nó sẽ là khoen Fuji luôn nha. Khoen nó thì sẽ là khoen Fuji luôn. Cây này thì nó sẽ có giá là 950k nha. Cây số 10 nè mọi người, 950k. Rồi tiếp theo mình sẽ đến với cây 11. 11 mà mình muốn giới thiệu mọi người thì nó sẽ qua đến một cây hai khúc nữa. Cây này thì nó sẽ là một cây của thương hiệu nào đây? Để mình coi thử. Cái này thì nó sẽ là của thương hiệu Ryobi nha. Cái này sẽ là thương hiệu Ryobi như vậy. Thì để mình coi thông tin của nó, ở đây là chữ Ryobi nha. Và hàng của nó thì sẽ là hàng của Hàn Quốc nha, Made in Korea, hàng Korea xuất Nhật. Thì bây giờ mình sẽ đi thần góc nó đi lên nè mọi người. Thì góc nó như vậy. Cái này thì theo năm tháng thì nó cũng sẽ bị nói chung là ngã màu nha mọi người. Cái này thì là cái để mình móc mình treo lên. Ryobi nè, hàng của Hàn Quốc xuất Nhật nha. Bát của nó thì sẽ là bát Fuji như vậy. Fuji này là Fuji vặn, thì mọi người vặn lên vặn xuống điều chỉnh thì tùy ý mình nha. Cái này mình cứ vặn lên vặn xuống mình điều chỉnh thôi. Theo năm tháng thì nó cũng có bị bám bẩn với lại ngã màu. Và cây này độ cứng của nó sẽ dao động từ 30 đến 50, dài là 2m4, bao gồm hai khúc nha. Đây nè mọi người, ngoại hình tổng quan thì như vậy. Khoen của nó thì sẽ là khoen Fuji nha. Fuji thì nó sẽ in ở đây nè, Fuji nó sẽ in ở đây nha. Bây giờ mình sẽ đến với khúc đọt của nó. Khúc đọt của nó thì sẽ như vậy. Đây khúc đọt của nó nha mọi người. Và cái khúc đọt này thì nó sẽ ghi là 50. Khúc đọt 50 nè mọi người. Khoen nè. Khoen thì sáng như thế này thôi. Đây khoen mình không có zoom được á. Đây khoen thì sẽ như vậy nha mọi người. Khoen nè. Khoen của nó thì cũng sẽ là khoen Fuji luôn nha. Khoen Fuji luôn. Nói chung là ngoại hình cây này thì nhìn như nó sẽ như vậy. Đọt của nó thì màu này là màu dạ quang. Đây là phần đầu bu của nó nha. Và cây này thì độ cứng của nó thì sẽ là 50 mọi người. Đọt này nó có ghi là 50 luôn. Cây này nghĩa là một cây dài là cây của Ryobi. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Hàn Quốc xuất Nhật nha. Dài 2m4, bao gồm hai khúc. Và cây này thì độ cứng của nó là 50 nha mọi người. Màu thì nó sẽ như vậy. Theo năm tháng thì màu của nó như vậy. Ở sau thì có dán tem. Giá chất liệu là chất liệu carbon nha. Chất liệu carbon, giá là 1 triệu nha. Cây 11 1 triệu. Rồi tiếp theo mình đến với cây 12 nha. 11 1 triệu.
Và bây giờ đến với cây 12 nha mọi người. 12 thì mình sẽ đến với một cây cần hai khúc. Cây này thì khá là dài luôn. Để mình coi của thương hiệu nó coi. Thương hiệu của nó thì nó sẽ là thương hiệu Alpha Take nha. Cây này của Alpha Take. Nó sẽ độ cứng nó sẽ dao động từ 30 đến 50. Và cây này thì nó sẽ dài là 2m7. Hàng của nó sẽ là hàng của Hàn Quốc xuất nhập nha, Made in Korea. Bây giờ thì mình sẽ đến với phần dưới đi lên nha. Phần dưới đi mọi người. Tại cây này nó khá là dài luôn á. Thì phần dưới của nó đi lên nó khá lạ luôn nha. Ở đây thì mình thấy nó sẽ có một cái tem như thế này. Mọi người sẽ thấy là phần này Alpha Take thì nó sẽ in ở dưới này luôn nha. Alpha Take như thế này. Bát của nó này, bát của nó thì sẽ là bát Fuji 24 như vậy. Bát này là Fuji, Fuji in ở đây thì bát vặn nha. Mình vặn lên vặn xuống điều chỉnh thì tùy ý mình. Dài là 2m7, độ cứng dao động 30 đến 50. Hàng Hàn Quốc xuất nhập nha. Ngoại hình thì thiết kế khá là lạ luôn. Chỗ này thì mình sờ vào sẽ thấy nhám nha. Bower Champion Spiro này mọi người. Mọi người sẽ thấy ở dưới này nó rất lạ luôn nha. Cái chất carbon của nó lạ lắm. Nó thiết kế rất là hay luôn á. Và cái khoen của nó để mình coi thử khoen gì đây. Khoen của nó là khoen Fuji nha. Fuji thì nó sẽ in ở đây nè mọi người. Fuji nó sẽ in ở đây nha. Khoen của nó thì như vậy. Đây khoen của nó nha. Đó, khoen vậy. Rồi bây giờ thì mình sẽ đến với cái khúc thứ hai nè. Khúc thứ hai mà mình giới thiệu thì nó sẽ ở đây. Đây là khúc đọt nè. Đây là chất liệu carbon nha. Chất liệu carbon. Thì khoen này mọi người, khoen thì nó sẽ như vậy nha. Carbon này nó thiết kế khá là lạ luôn á mọi người. Rồi vào cảm giác như là nó có cái vân ở trong hay sao á. Khoen thì sẽ như vậy nha. Độ cứng thì nó sẽ dao động từ 30 đến 50 nha. Độ cứng dao động 30 đến 50. Đây là phần đầu bu của nó. Thì mình sẽ nhấn thử cái đọt cho mọi người cảm nhận này. Thì nó ghi là độ cứng nó sẽ dao động 30 đến 50. Và cây này nó sẽ là một cây cây của thương hiệu là Alpha Take nha. Hàng của Hàn Quốc xuất nhập. Dài 2m7, độ cứng dao động 30 đến 50. Chất liệu carbon. Và cây này nó sẽ có giá là như đây ta. Khoen bát của nó thì đều là hàng Fuji nha mọi người. Để mình coi cái giá của nó đi đâu rồi. Và giá của nó thì sẽ là 1,2 triệu nha. Cây 12, 1,2 triệu nha mọi người. Một cây hai khúc như thế này. Khoen bát nó thì đều là hàng Fuji nha. Và chất liệu carbon của nó thì mình thấy nó khá là lạ luôn mọi người. Nó sẽ giống giày này mọi người. Mình cũng không biết tại sao nhưng mà người ta thiết kế sao. Ở ngoài thì mình rờ vào thấy sần nha. Và cảm giác cái vân nó là vân ở bên trong á. Hay lắm. Cây này thì là 1,2 triệu nha. 12, 1,2 triệu. Video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc Zalo của mình là 0931 342 766 gặp Phương để đặt hàng nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào mọi người.